Kính thưa đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương, kính thưa quý vị đại biểu, quý cô bác, anh chị cử tri, lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào trân trọng đến quý đại biểu và toàn thể quý cử tri, kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Tôi tên là Nguyễn Vĩnh Lộc, sinh năm 1982, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh. Hiện nay tôi cư trú tại tổ 1, khu phố 2, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Chức vụ hiện tại, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bà Rịa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bà Rịa. Tôi là một doanh nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, nhà máy chiết nạp ga cung cấp khí ga dân dụng cho các cửa hàng ga toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ năm 2016, tại xã Hòa Long, tôi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hợp tác xã nghề truyền thống rượu Hòa Long nhằm phát triển thương hiệu đặc sản nổi tiếng vùng miền. Tôi rất vui mừng được cử tri nơi cư trú và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bà Rịa tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2, xã Hòa Long, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ những người dân hiền hòa, nhân hậu. Đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn đối với tôi, vì tôi nhận thức sâu sắc rằng đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với các cơ quan quyền lực của nhà nước. Đồng thời, người đại biểu Hội đồng Nhân dân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật, chính sách và tham gia vào việc quản lý nhà nước. Chính vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ này, tôi sẽ đặt ra cho mình chương trình hành động cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ của một người đứng đầu Hội Doanh nhân trẻ tại địa phương. Thứ nhất, tôi sẽ làm tốt vai trò của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian gặp gỡ, sâu sát với đời sống cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm đến các cơ quan, nhà nước có liên quan để giải quyết và trả lời kịp thời các kiến nghị của cử tri thông qua chất vấn và giám sát tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tôi sẽ tham gia cùng với Hội đồng Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện các chủ trương, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cử tri và nhân dân thành phố Bà Rịa. Thứ hai, như quý vị đã biết, Hội Doanh nhân trẻ được thành lập từ trung ương đến địa phương với nhiệm vụ kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp, hội viên là chủ các cơ sở kinh doanh và là giám đốc các công ty theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian qua, với vai trò Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, tôi đã đồng hành cùng đoàn thanh niên các cấp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh tiếp sức đến trường, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như phát 1.000 phần quà trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19. Đồng hành cùng chi bộ doanh nghiệp trao tặng 6 căn nhà đại đoàn kết. Trong thời gian tới, tôi sẽ huy động hơn nữa sức mạnh tập thể của Hội Doanh nhân trẻ thành phố tiếp tục mở rộng, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ người già, trẻ em, người yếu thế, nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thứ ba, với vai trò Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, là một thủ lĩnh thanh niên trong phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên. Thời gian qua, tôi thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, giúp thanh niên có điều kiện lập thân, lập nghiệp. Thời gian tới, tôi sẽ nghiên cứu thúc đẩy hơn nữa phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại địa phương, đẩy mạnh kết nối các doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm, giúp thanh niên có cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống. Thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu đối thoại với các doanh nhân thành đạt nhằm chia sẻ kiến thức kinh doanh trong định hướng khởi nghiệp, kết nối tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi cũng như kêu gọi vốn kinh doanh từ các nhà đầu tư, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm tạo nguồn đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, của bà con nông dân và các sản phẩm tại địa phương. Thành phố Bà Rịa là địa phương có nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển với tiến trình đô thị hóa, đặc biệt tại xã Hòa Long với nhiều nghề truyền thống, khu công nghiệp. Vì vậy, với vai trò Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố,
tôi sẽ là cầu nối kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy sự phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri, để đáp ứng và thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra, bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tôi nguyện đem hết khả năng, sức lực, nhiệt huyết của tuổi trẻ để cống hiến cho địa phương và nhân dân, cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân để xứng đáng với sự tín nhiệm của quý cô bác, anh chị, cử tri, góp phần xây dựng thành phố Bà Rịa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố và xã Hòa Long đã tạo điều kiện cho tôi được trình bày chương trình hành động của mình trong buổi tiếp xúc cử tri ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đại biểu, quý cô bác, anh chị cử tri về dự hội nghị hôm nay đã lắng nghe tâm tư và nguyện vọng chân thành của tôi. Một lần nữa xin kính chúc quý đại biểu, quý cô bác, anh chị cử tri thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn, xin trân trọng kính chào.